Treo ngược dạ dày luôn gây ra những triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ nóng, ợ chua, đau tức ngực, buồn nôn, khó nuốt, đắng miệng. Và một điều chúng ta ít ngờ tới nhất đó chính là mùi hôi miệng sẽ xuất phát từ những triệu chứng của treo ngược dạ dày. Vậy có cách nào để giải quyết cả hai vấn đề treo ngược dạ dày và hôi miệng không? Wow, là Thanh Hương Tán Thanh Tuấn. Thanh Hương Tán Thanh Tuấn là sản phẩm chuyên biệt dành cho người bị hôi miệng do treo ngược dạ dày, giúp người bị hôi miệng luôn tự tin về hơi thở. Được phát triển từ công thức gia truyền với 11 thành phần thảo dược đông y, sản xuất theo công nghệ hiện đại, an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị các triệu chứng đắng miệng, nhạt miệng, chua miệng, giúp khắc phục nhanh những triệu chứng ợ chua, treo ngược dịch dạ dày, viêm thực quản treo ngược, giúp cân bằng môi trường axit dạ dày, đảm bảo chức năng tiêu hóa, không để thức ăn ứ trệ. Với Thanh Hương Tán, bạn sẽ không còn lo âu về bệnh lý treo ngược dạ dày, xóa tan các triệu chứng khó chịu của bệnh, đem lại một dạ dày khỏe mạnh và giúp hơi thở luôn tự tin. Sản phẩm của công ty Đông Y Thanh Tuấn